Xin chào quý vị và các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Hôm nay Tăng Alex cũng chia sẻ về máy cày đàn của Tăng Alex. Thì ở đây thì Tăng Alex thì cũng tự học đàn thôi các bạn, chứ cũng không có nhờ thầy chỉ gì cả. Ở đây thì Tăng Alex chủ yếu là nghiên cứu về các loại nhạc. Ở đây thì Tăng Alex có một số cái cuốn sách, các bạn có thể thấy là trong cái cuốn sách là tự học tay ban cầm, các bạn cũng thấy. Ở đây thì tay ban cầm cũng có tăng, cũng có rất nhiều sách, các bạn có thể thấy cuốn rất là dày. Chủ yếu là giờ là nghiên cứu trong đây thôi các bạn, nghiên cứu và ta học theo theo cái cách đệm và theo cái sự hướng dẫn của sách các bạn. Tăng Alex cũng rất là nhiều sách, nhưng mà cũng nói thiệt với các bạn là cũng rất là khó chứ không phải là dễ các bạn. Đây, các bạn có thể thấy 30 ngày biết biết học và học đàn nhưng cũng khó lắm các bạn. Đấy, nên là hôm nay là Tăng Alex chia sẻ một số cái cách của Tăng Alex thôi, chứ còn lâu nay Tăng Alex thì cũng đánh đàn, cũng gọi là cho cái âm nhạc cho nó vui thôi các bạn. Thì như các bạn cũng đã thấy là ở đây Tăng Alex có ba cái đàn. Cái đàn đây là cái đàn của Tăng Alex, là cái đàn đây á là Tăng Alex mua khoảng 10 năm trước đây. Tăng Alex mua cái cây đàn đây là 1.800.000. Đây là cái cây đàn mà Tăng Alex mua khoảng 10 năm về trước rồi các bạn. Đây là cây đàn mà Tăng Alex mua về. Tăng Alex cũng có nhiều loại đàn, cũng tùy theo mỗi cái cây đàn nó đều có một cái nhạc nó cũng khác nhau. Nên là Tăng Alex lâu nay thì cũng có thử một số cái đàn và cũng đánh trong các bài hát. Các bạn cũng đã nghe trong các cái video của Tăng Alex. Thì đây là cái đàn của Tăng Alex mua khoảng 10 năm. Tiếp theo là Tăng Alex có cái đàn. Cái đàn ở đây là nó có một cái đặc biệt nữa là cái dây. Cái dây là mình cái chất liệu classic. Đấy, đây là cái đàn classic các bạn. Các bạn có thể thấy Tăng Alex có cái cây đàn classic, âm thanh nó ấm hơn đó. Đấy, âm thanh nó ấm hơn các bạn. Đấy, mà cái cây đàn đây là Tăng Alex mới mua năm ngoái khoảng 2 triệu. Giá cái đàn classic đây là 2 triệu. Thì các bạn có thể thấy Tăng Alex cũng đánh rất là nhiều bài. Đây là Tăng Alex mới mua. Ở cây đàn đây là có cái EQ các bạn.
các bạn có thể là mở ra, trong này nó có cái dương pin, và sau này là Thắng Electric sẽ mua có cái lo, Thắng Electric đúc vào đây, và Thắng Electric sẽ đánh ra lo, có cái EQ, cái EQ các bạn. Đây cái cây đàn của Thắng Electric, các bạn có thể mở rộng ra, đây là cái EQ các bạn, đây trong này có dương pin. Vô cái đàn đây là Tăng Alex là mua 2.8 triệu các bạn. Thì Tăng Alex rất đam mê âm nhạc, thì cũng nói với các bạn là trong cuộc sống hàng ngày thì cũng phải biết về nhiều cái công việc là một, rồi nhiều cái nghề, mà cái niềm đam mê của Tăng Alex cũng chia sẻ trên các cái cho các bạn thấy là như là âm nhạc, rồi bơi lội, rồi sửa quạt, rồi các loại khác nữa các bạn. Nên một niềm đam mê của Tăng Alex là rất thích trong âm nhạc. Tăng Alex cũng đã hát nhiều cái bài hát trong năm cũ, cũng do là thời gian Tăng Alex không có, Tăng Alex lâu nay cũng ít hát, chủ yếu là hát là tại nhà là chính. Chứ còn sau này Tăng Alex là cái niềm đam mê của Tăng Alex là sẽ đi hát ở các phòng trà, và Tăng Alex sẽ cố gắng sẽ có những cái giọng hát cho nó hay hơn, rèn luyện cái giọng nó đạt được cái sở thích để cho các bạn nghe có thể là được hay hơn. Cái gì cần cố gắng là cái đó nó mới hay được các bạn. Thì Tăng Alex thì ở đây thì Tăng Alex cũng có cái đàn nó như thế này, thì các bạn đã thấy đây Tăng Alex cũng mỗi cái đàn đều phát ra những cái âm thanh nó khác nhau các bạn. Đây các bạn có thể thấy Tăng Alex đánh một đoạn, chẳng hạn như là các bạn có thể đánh nhiều cái đoạn nhạc nói vậy, chứ đây là Tăng Alex đang cầm phím, có thể tỏ đánh bằng tay, có nhiều loại lắm các bạn. Các bạn có thể là để cái phím đây, các bạn có thể đánh, để đánh thì đánh chọc. Đấy, các bạn có thể là đánh chọc các bài hát. Đấy, các bạn bấm cho mạnh rồi. Đấy, các bạn có thể là tùy theo các bạn đánh gam, rồi các bạn có thể là đánh tỉa dây, các bạn có thể là tỉa bài chẳng hạn như bài những đĩa đùn phù sa, các bạn tự học nốt rồi các bạn tự đánh chẳng hạn như đây. Dạo các bài hát đó, các bạn có thể đánh nè. Rồi có nhiều cái đoạn khác nữa, các bạn có thể là dò bài tùy theo cái đoạn khác, có thể là đánh sao cho nó cái tay, quan trọng là cái tay các bạn. Rồi cái gam, các bạn học đàn rồi các bạn mới nhớ gam và cái nhịp điệu,
đó. Thì tăng Alex là chỉ có xem trong sách là tăng Alex tự hiểu, và tăng Alex cũng tự đánh thôi, chứ còn nếu mà đánh giỏi như thợ thì tăng Alex là nói thiệt với các bạn là biết đánh thôi, chứ còn giỏi như như các nghệ sĩ thì tăng Alex là không đạt được điều đó. Nhưng mà tăng Alex chỉ có nghiên cứu theo cái sách vở mà tăng Alex chỉ học ra, thì các bạn qua các video nói vậy. Chứ tăng Alex nó cũng có cái sở trường của tăng Alex như thế không, các bạn có thể là tự các bạn đánh. Một cái quan trọng nhất là cái giọng của các bạn làm sao là cho nó hay đấy. Các bạn có thể là đánh rồi, các bạn có thể là đánh theo các cái loại khác nữa. Các bạn có thể đánh Bedero, Bedero gọi là Bedero tù. Các bạn có thể đánh là chủ yếu là đánh phím và đánh bằng tay. Các bạn có thể đấy, các bạn có thể vào các cái hộp âm đấy. Nhưng mà các bạn phải học nốt, rồi các bạn coi trên các cái dòng nhạc, ví dụ như là bài ngoài kia có cô bé ngồi cây me nghe tiếng đàn của tôi đó, đó là bài đó. Nhưng mà trong cái dòng nhạc là nó để cái gam gì là các bạn phải đánh theo theo cái gam đó. Đó chẳng hạn như là bài Tu Hồng Cơ Ngơi là các bạn phải đánh ví dụ như là theo cái gam các bạn dạo luôn nè. Đánh theo 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 bài nè. Qua nói về ba cái đàn.